cái này con có cúng mà nó phá hoài vậy, mà con leo nó sơ quá. Con làm cái dấu này nè, con làm cái tay gì? Con nói sư phụ Kiệt của tôi, Thiên Tướng Kiệt, con nói tên sư phụ cho nó nghe luôn. Rồi con búng búng gì? Là ý là sư phụ đuổi nó đi á. Cái dấu hiệu này đuổi ma, đuổi quỷ rồi đi nghe con. Tại sư phụ không có quyền lực ở cõi đời, nhưng mà cõi vô hình sư phụ có thẩm quyền dữ lắm. Con giờ con tụng kinh một thời sao thì nhiều quá, làm bớt. Bớt hả? Dạ. Thì chắc con cũng gặp ma đó, nhưng mà ma thì nó nhát thiệt luôn mà con không có sợ. Nhưng mà con nói tên sư phụ, con nói là sư phụ tôi là Thiên Tướng Kiệt. Con nói con đại tử của Thiên Tướng Kiệt. Ở tim neo con ế không vậy? Con nói là ông Hổ Địa ơi, tôi đại tử của Thiên Tướng Kiệt nè, là ổng cho con đắc à. Tại chứ bên ngõ kia mấy vị thương sư phụ đó. Tại sư phụ đâu phải người của trái đất, ở trên trời xuống. Thì những cái người vô hình đó họ biết hết. Chỉ có người hữu hình thì có người biết, người không biết. Mấy đứa mà tiệm neo ấy, người hữu dạy gì cũng được. Cô thợ nó quậy thì sao? Hả? Cô thợ neo nó quậy thì sao? Thợ neo nó quậy hả? Dạ. Con phải thờ ông Địa. Con rồi con nói với ông Địa là mấy cái người nào mà gọi là không có cùng điểm, tại vì mình hợp với một người ngồi gần nhau là mình có cái ánh sáng á. Điểm là ánh sáng, không biết không? Thuộc có 7 dòng ánh sáng, mấy đứa con có 1 dòng. Thì ánh sáng màu trắng với màu trắng hợp nhau. Sợ nhỏ làm cho con nó ánh sáng nó màu đen, màu xám nó không có hợp. Thì nó cứ gây lộn hoài vậy đó. Thì con phải lựa mấy người mà biết hiền hiền tu tu, cùng cái điểm thanh với mình, thì tự nhiên nó hợp.